Đây là cách mà mình làm món trà lựu đỏ giải nhiệt ngày hè đơn giản với công thức từ barista chuyên nghiệp. Đầu tiên thì mình sẽ tách phần hột lựu ra. Mọi người cắt một hình ngôi sao ở phía đầu để tách nắp lựu. Xong rồi cứ dọc xuống vỏ lựu theo 5 đường màu trắng. Tách lựu kiểu này thì mọi người sẽ bị ít dính màng lựu hơn. Đoạn này thì chỉ cần gõ nhẹ vào lựu để các hột lựu rơi xuống tô là được. Cho nước lọc vào đây, thêm chanh và muối để rửa sạch phần lựu. Vớt phần màng lựu nổ lên trên. Giờ thì mấy bạn vớt lựu ra xay nhuyễn và chắc lấy phần nước. Hai quả thì mình có được 200 lít nước ép, thêm 80 ml nước lọc và 400 g đường nữa. Giờ thì mình mở lửa nhỏ nấu phần siro lựu này và lưu ý là mọi người không khuấy nha. Vừa sôi thì mấy bạn vớt bọt đun thêm 3 phút rồi tắt bếp. Cho một xíu muối và một lát chanh vào siro nữa. Mình sử dụng lục trà nhài cho thơm. Ngâm 25g trà nhài với 700ml nước nóng 75 độ trong vòng 8 phút. Xong rồi mấy bạn cho vào 500g đá để sốc nhiệt. Giờ qua công đoạn lắc bình thì mình cho một xíu đá, 70ml siro lựu, 170ml trà, nửa quả chanh rồi rắc đều. Cho ra ly cùng với chân châu trắng và lá hương thảo. Thêm chanh và thanh long để tạo màu đậm hơn cho món trà này. Món trà ngọt, thanh mát, cực kỳ phù hợp để giải nhiệt cho ngày hè. Bạn nào chưa biết cách làm món trà lựu đỏ thì có thể luôn ngay công thức tự làm tại nhà này nha.